Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái diện tích trên sổ đỏ từ 3m² trở lên và chỉ từ 600 triệu đồng. Mọi người đã có thể sở hữu cho mình một căn nhà 4 tầng khang trang và rất là đầy đủ tiện nghi. Tất cả các dự án lớn nhỏ bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới mọi người một cái vị trí dự án mới của bên em. Vị trí là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và có cái giá chào bán là chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đồng thôi. Diện tích của căn nhà này là 40m² và thiết kế là 4 tầng mọi người nhé. Hôm nay em đang đứng trước cái cửa đây, cửa chính của ngôi nhà đây. Trời hơi mưa mọi người ạ. Nhưng mà không sao, em sẽ quay cho mọi người nhé. Mọi người có thể quan sát luôn, vị trí ở cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, màu ghi rất là đẹp. Và lớp bên trong là lớp cửa gỗ kính mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống mặt tiền ở bên ngoài là được ốp đá hết granite loại 1 rồi mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn nhé. Ngõ trước nhà là 2m4 và cách đường ô tô đi lại là 30m. Đấy, hôm nay trời hơi mưa to mọi người ạ. Xin mời mọi người vào phía phòng khách của căn nhà cùng em nhé. Đây chính là phía phòng khách của cái ngôi nhà này. Mọi người có thể quan sát là đầy về cái hệ thống trần thạch cao, đèn led cũng như là thiết bị sơn đều đã được xong hết rồi. Mọi người với cái căn nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Gạch cũng là ốp các thứ xong hết rồi mọi người ạ. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 40m² thì cái căn nhà này được chia phòng khách và phòng bếp riêng biệt rất là rộng. Khu vực này có thể để được bàn ăn riêng này. Nó không như một số căn mà anh đã quay ở trên một số video mọi người đã nhìn thấy. Thì hôm nay mọi người đây nhìn thấy cái căn bếp này rất là rộng đúng không ạ? Mọi người có thể quan sát luôn gỗ tủ bếp là bằng gỗ lim lam phi nha mọi người. Đầy đủ về hệ thống chậu rửa cũng như là vòi rửa bằng chất liệu inox 304 đầy đủ. Với cái căn nhà này thì cũng lắp đầy đủ hồ sơ công tơ điện nước rồi mọi người nhé. Đã có đầy đủ điện và nước rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Cái vị trí của cái tầng 1 này là có một nhà vệ sinh. Mà mọi người quan sát cái nhà vệ sinh của tầng 1 này cũng được bên em ốp đá gạch 30-60, kích thước đầy đủ kín rồi. Và có đầy đủ xe, đầy đủ vòi xịt cũng như là vòi rửa. Và riêng tầng 1 của cái nhà vệ sinh này là có máy bơm nước tổng lên toàn bộ cái hệ thống ngôi nhà mọi người nhé. Xin mời mọi người theo em Ánh lên tầng 2 của cái căn nhà này. Cầu thang đi lên rất là rộng đúng không mọi người. Tầng 2 của căn nhà này là được thiết kế hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh mọi người ạ. Phòng ngủ rất là rộng. Đây xin mời mọi người quan sát phòng ngủ tầng 2 giúp em. Với cái xa ở dưới là được lát gạch 60-60, kích thước 60-60, primer, vân gỗ rất là đẹp. Nếu như mà mọi người nhìn sơ qua thì sẽ hiểu nhầm là lát đây là ốp sàn gỗ đấy mọi người ạ. Và ở đây là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Nói chung là vẫn có đầy đủ không khí và ánh sáng chung vào ngôi nhà. Hệ thống có lắp điều hòa đây mọi người nhé, có ống chờ điều hòa sẵn rồi. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà đều được làm bằng chất liệu gỗ mọi người nhé. Đây ạ. Xin mọi người phía hướng sang căn phòng thứ hai, căn phòng ngủ thứ hai cùng em. Cái vị trí cái ngôi nhà này là thuộc hướng đông nam nữa mọi người ạ, cho nên rất là mát. Và cái có ở cái kia căn phòng ngủ thứ hai này là có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà. Đây ạ, rất là mát. Tất cả các phòng ngủ bên em đều có để chờ sẵn ống chờ điều hòa cũng như là áp của cái điều hòa nhé mọi người. Đây ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Hai phòng ngủ rất là rộng luôn. Cửa thông phòng và cửa gỗ. Và tầng 2 là có một nhà vệ sinh mọi người nhé. Nhà vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Rất là rộng, màu sắc rất là trang nhã, rất là đẹp.
đều đã được là ốp đá 30-60, 3 gạch 30-60 rồi. Đầy đủ hệ thống sen vòi thiết bị cũng như là bồn cầu lavabo, đầy đủ tất cả mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người lên phía tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người nhé. Như vậy là cái nhà này là 4 phòng ngủ. Như vậy là căn nhà này bao gồm 4 phòng ngủ mọi ạ. Phòng ngủ trên tầng 3 này cũng tương tự như tầng 2 và cái nền này cũng là được lát gạch 60-60. Vân gỗ rất là đẹp. Đây, phòng ngủ tầng, phòng vệ sinh tầng 3 đây. Mọi người quan sát đi ạ. Rất là đẹp. Và căn phòng ngủ thứ tư đây mọi người nhé. Đặc biệt là cái căn nhà này là chủ đầu tư là sẽ tặng nội thất về rèm cửa cũng như là tặng điều hòa nha mọi người. Hiện tại thì là bên em chưa lắp được nên là em chỉ nói sơ qua thế thôi. Mời mọi người hướng lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em ánh. Tầng 4 của cái ngôi nhà này được thiết kế là một phòng thờ và một sân phơi rất là rộng. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà đây mọi người ơi. Phòng thờ đây ạ. Rộng vô cùng luôn. Đó. Xin mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà nhé. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà đây ạ. Rất là rộng, rất là đẹp, rất là thoáng. Mọi người có thể quan sát về xung quanh vị trí căn nhà này. Rất nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh. Vị trí căn nhà này thì lại rất là gần chợ cũng như là gần trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa. Rất là gần, cách bến xe Nghĩa chỉ 3 cây thôi. Cách trạm y tế phường là 1 km, cách ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa là 1 km. Em xin nhắc lại với mọi người về cái vị trí căn nhà này nhé. Căn nhà này thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có cái giá chào bán là 1.650.000.000 đồng, diện tích là 40m2 và hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế là 4 tầng, gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 1 phòng khách. Rất là riêng biệt. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại.